Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì phước hạnh Chúa Ngài ban cho chúng ta ở trong tuần qua. Chúa Ngài cho chúng ta bắt đầu bài học, học bước theo Chúa Thánh Linh. Và hôm nay chúng ta sẽ đeo đuổi phần thứ nhì. Tuần rồi chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em thế nào chúng ta phải chọn sự sống bước theo Chúa Thánh Linh để chúng ta không còn làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bởi vì chúng ta biết rằng ngay khi chúng ta được cứu thì chúng ta được Chúa Ngài dựng nên, chúng ta nên mới và tâm linh của chúng ta được làm sống động ở trong Chúa. Nhưng chúng ta vẫn còn có một kẻ thù là con người cũ, con người xác thịt của chúng ta vẫn đeo đuổi và tìm cách để chiếm quyền kiểm soát, cướp tay lái của chúng ta. Thay vì chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh thì xác thịt có thể cướp tay lái. Khi chúng ta thiên về xác thịt thì xác thịt sẽ làm chủ, nhưng chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh, giao phó đời sống của chúng ta ở trong tay của Ngài dẫn dắt. Thánh Linh của Chúa có thể dắt đưa chúng ta và chúng ta có thể kinh nghiệm được một cuộc sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa, nhận được tiếng phán của Chúa, sự dẫn dắt của Ngài để chúng ta có thể làm những quyết định thật là đúng. Chúng ta được sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta có thể nhận được sự tiếp trợ từ thiên đàng để chúng ta phục vụ những người lân cận của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa Ngài đã dạy dỗ chúng ta ở trong bài trong lần trước. Và chúng tôi khuyến khích anh chị em nếu chưa nghe qua phần số 1, hãy vào ở trong kênh của VBC Houston để chúng ta có thể xem lại bài số 1, học bước theo Chúa Thánh Linh phần 1. Bởi vì những điều này rất là căn bản mà chúng ta cần có để chúng ta xây dựng lên. Chúng ta không có thời giờ để chúng ta nhắc lại những điều mà chúng ta đã học để chúng ta có thể kết thúc bài học. Chúng tôi xin tiếp nối với điều mà chúng ta đã bắt đầu ở trong tuần trước. Đó là tôi chia sẻ với anh chị em 4 điều giúp chúng ta có thể bước đi trong Đức Thánh Linh. Và chúng ta đã đi qua phần số 1, đó là chúng ta phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Đây là điều rất quan trọng. Bởi vì khi chúng ta nhận diện, chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta phải nhận biết rằng Chúa Ngài hứa những ai thật là con cái của Đức Chúa Trời thì đều được Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Như vậy, khi chúng ta thật là con cái của Chúa thì chúng ta được lời của Chúa bảo đảm với chúng ta là chúng ta sẽ được Chúa Ngài dẫn dắt. Chúng ta tạ ơn Chúa vì phước hạnh này. Và chúng ta để có thể bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải nhận diện cái sự hiện diện của Chúa. Bởi vì khi chúng ta phủ nhận sự hiện diện của Chúa hay là chúng ta lờ đi đối với sự hiện diện của Chúa thì chúng ta không nhạy bén với sự hướng dẫn của Ngài được. Và chúng ta không thể nào đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải nhận diện sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa. Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta, trong tuần rồi chúng ta đã học, đó là Chúa Ngài có thể dẫn dắt chúng ta bởi những cái cách khác nhau mà chúng ta thấy đã bày tỏ ở trong Kinh Thánh. Ít nhất là 4 cách mà chúng ta thấy thường xuyên Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta, đó là cách mà Chúa Ngài dẫn dắt thánh đồ của Chúa, các tiên tri cũng như là con dân của Chúa. Đó là Ngài phán với chúng ta qua lời của Ngài. Đó là một trong những cách mà Chúa Ngài phán với chúng ta. Khi chúng ta đọc lời của Chúa có thể nắm bắt lấy ý tưởng của chúng ta, sự chú ý của chúng ta và lời của Chúa bày tỏ ra cho chúng ta về thánh ý của Chúa để chúng ta có thể làm theo. Hoặc là đang khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta thấy Chúa Ngài có thể gây sự chú ý của chúng ta bằng cách Ngài làm cho chúng ta được biệt riêng ra để chúng ta riêng tư với Chúa mà thôi. Ngay cả khi chúng ta có thể đang ngồi cùng nghe lời của Chúa ở trong giữa hội chúng, thì Chúa Ngài làm cho chú ý vào ở trong một ý niệm, một cái câu kinh thánh, một cái sự hướng dẫn nào đó. Và Chúa Ngài kéo chúng ta đi vào để Chúa Ngài có thể phán dạy chúng ta một cách riêng tư. Đây là phước hạnh mà con cái của Chúa cũng như cá nhân tôi có thể xác nhận Chúa Ngài làm đi làm lại rất là nhiều lần. Nhiều người làm chứng với tôi, trong lúc nghe một sư giảng thì thình lình chúng tôi không còn nghe thấy, cũng không còn để ý đến những người lân cận của mình nữa. Nhưng mà dường như Chúa Ngài đưa trong cái cách siêu nhiên của Ngài vào ở trong một phòng riêng, trong trường của Đức Thánh Linh để Ngài có thể dạy dỗ, Ngài hướng dẫn. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì cách thứ nhất này, Chúa Ngài có thể phán với chúng ta qua lời của Ngài. Thứ hai, Ngài có thể phán với chúng ta trong khi chúng ta cầu nguyện. Và tôi đã chia sẻ với anh chị em trong tuần rồi, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa Ngài phán với tâm linh, với tâm trí của chúng ta trong lúc chúng ta cầu nguyện. Bằng cách là Chúa Ngài gợi nhớ một câu kinh thánh.
Ngài có thể cho một ý tưởng lóe lên trong tâm trí của chúng ta, hoặc là Chúa Ngài cho những từ ngữ, những hình ảnh được đến ở trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta nắm bắt những ý tưởng đó và chúng ta đeo đuổi với Chúa, chúng ta hỏi là Chúa phải chăng đó là Ngài, và Chúa Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta nếu thật sự là đến từ Chúa. Tôi đã chia sẻ với anh chị em thế nào trải qua trong sự hầu việc Chúa, chúng tôi đã thấy được sự hướng dẫn của Chúa và kinh nghiệm sự dẫn dắt của Ngài để có thể nhận được tiếng phán của Chúa và giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Thế nào Chúa Ngài cho chúng tôi từ Houston tới đây thấy một cái hình ảnh, một cái căn phòng, một cái chỗ mà con của một chị em nhờ cậy để chúng tôi giúp đỡ, vì cháu cứ 9 giờ tối là nó cứ nhảy ở trên tủ, trên bàn từ chỗ này qua chỗ khác. Và Chúa Ngài cho tôi thấy được tại ở cái giường ngủ của cháu, ở ngay cái góc ở bên phía bên tay phải, có những cái vật mà nó đem lại cái môi trường để thế giới tối tăm có thể hành động và làm việc. Và tôi hướng dẫn anh chị lên phòng của con của mình từ tầng dưới lên trên lầu, và chị dỡ cái nệm của cháu lên và thấy có những cuốn sách rồng rắn ở trong cái phòng ngủ của con của mình ở trên giường. Và khi việc đó được giải quyết thì cháu cũng đã được giải cứu trong ơn của Chúa. Và nhiều hình ảnh khác, một trường hợp khác nữa mà tôi cũng chia sẻ với anh chị em là có một anh em ở trong hội thánh, vợ thì chưa tin Chúa, và ở trong lúc đó thì anh rất là muốn mời vợ của mình đến để tham dự một buổi nhóm ở trong hội thánh, nhưng luôn có sự ngăn trở. Và chúng tôi cầu nguyện với anh, thì cảm ơn Chúa là Chúa Ngài mở đường, và chúng tôi thấy sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong lúc cầu nguyện. Thì tôi thấy được tôi đang đứng ở trước cửa phòng ngủ của họ. Và tôi nói bên tay trái, tôi nhìn thấy bên tay trái ngay tại đầu nằm thì có một cái hộp, và trong cái hộp đó có những cái vật ngăn trở. Và cảm ơn Chúa khi anh vâng lời và đi theo sự dẫn dắt của tôi đi vào trong phòng ngủ của mình, thì thật ở trên đầu nằm có một cái hộp, và trong đó có mấy cuốn băng cassette mà lúc bấy giờ thì vì chưa tin Chúa, vợ của anh đã đi đến để gặp một một người đồng bóng với cái tên là cậu chính, và cái công việc của nó là khuyến khích người ta trong lúc xếp hàng thì ghé qua cái cửa tiệm kế bên cạnh mua những cái cuốn băng cassette để những điều mà Linh ở phía sau cậu chính đấy đó bày tỏ thì sẽ được thu âm, ghi âm, mà điều đó đã đi cùng với người chị em này về tới nhà, vì chị mang cái cuốn cassette đó về. Và khi chúng tôi hướng dẫn và người anh em thấy được điều này, thì tôi hướng dẫn là đem cái băng cassette đó ra phá hủy nó. Thì ngay lập tức khi anh mời, thì ngay buổi tối hôm đó vợ của anh đã đến nhóm lại với hội thánh lần đầu tiên. Tôi chia sẻ những điều này để kích lệ anh chị em, đó là Chúa có thể phán với chúng ta qua lời của Ngài, phán với chúng ta qua thời giờ chúng ta cầu nguyện, và hàng ngàn câu chuyện khác mà tôi có thể chia sẻ với anh chị em để chúng ta được khích lệ và biết rằng Chúa rất muốn phán dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Vấn đề là chúng ta cần phải nhận diện và lắng nghe, đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa có thể phán với chúng ta qua hoàn cảnh. Đức Thánh Linh có thể kiểm soát tất cả những việc xảy ra trong đời sống của chúng ta, và Ngài có thể sắp đặt hoàn cảnh và việc xảy ra để truyền đạt ý của Ngài, và Ngài phán dạy chúng ta. Chúa có thể chỉ cho chúng ta thấy những hình ảnh, những cái công việc ở trong hoàn cảnh của chúng ta để Chúa Ngài phán dạy chúng ta. Có thể chúng ta đang lái xe trên đường, chúng ta thắc mắc về đời sống của những người có Chúa, đi với Chúa, được ơn của Chúa như thế nào, và đời sống không có Chúa có thể là họ đau khổ như thế nào. Chúa có thể dùng hình ảnh của người đứng ở bên lề đường đang xin tiền, và Chúa Ngài dùng hình ảnh đó, hoàn cảnh đó để phán dạy với chúng ta đi theo Chúa. Chúa Ngài ban phước, bởi vì không có một người nào con cháu hậu tự của người tin kính Chúa phải đi ăn mày, phải đi ăn xin. Chúa Ngài hứa và Ngài làm điều đó, thì Ngài có thể dẫn dắt chúng ta qua hoàn cảnh cũng như những việc khác Chúa có thể sử dụng để truyền đạt ý của Ngài, phán dạy chúng ta. Như tuần rồi chúng ta suy nghĩ, Chúa Ngài có thể sử dụng con thằng lằn để dạy, hầu cho tác giả của Châm Ngôn cũng có thể lấy hình ảnh đó để mà nói nó là con vật nhỏ bé, nhưng nó có thể đột nhập vào trong cung vua. Bởi vì Chúa Ngài sử dụng hình ảnh đó để dạy chúng ta một điều, tức là khi Chúa Ngài ban phước, Ngài dẫn dắt, chúng ta có thể được đặt vào trong những vị trí mà theo ý muốn của Ngài. Chúng ta có thể được ở trong cái vị trí có thể là rất khó đối với sự suy nghĩ của chúng ta, làm sao chúng ta có thể ở được những cái vị trí đó. Thì nếu con thằng lằn có thể được vào ở trong cung vua,
thì Chúa Ngài cũng có thể sử dụng ơn quyền của Ngài để đặt chúng ta vào trong những vị trí, những cái địa điểm mà bình thường không thể nào có thể đạt được. Ngài cũng có thể phán với chúng ta qua Hội Thánh trong lúc chúng ta có những cái nhu cầu, có những thắc mắc, hay là đứng trước một cái quyết định chúng ta cần sự dẫn dắt của Chúa. Và khi chúng ta đến nhà thờ, khi chúng ta liên lạc với mục sư, người lãnh đạo của mình, Chúa có thể dùng Hội Thánh, Chúa có thể dùng mục sư lãnh đạo, những người trưởng thành ở trong Chúa để có những cái lời tư vấn từ nơi Kinh Thánh, cũng như là sự dẫn dắt của Chúa để có thể hướng dẫn chúng ta ở trong những quyết định ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần để ý đến sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần phải tỉnh thức để chúng ta nhận lấy tiếng phán của Chúa với một cái sự hiểu biết và tin một cách chắc chắn. Chúa rất muốn hướng dẫn chúng ta. Ngài là đấng được sai đến để Đức Thánh Linh, Ngài là đấng dẫn dắt chúng ta, Ngài đứng bên cạnh chúng ta, Ngài yểm trợ, Ngài dẫn dắt, Ngài hướng dẫn chúng ta trong ơn của Chúa. Và tuần rồi chúng ta cũng xây dựng một điều rất là quan trọng, đó là khi chúng ta thấy Chúa Ngài phán với chúng ta ở trong thì giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, nghe lời của Chúa, Ngài có thể phán với chúng ta trong lúc chúng ta cầu nguyện, trong lúc chúng ta được Chúa Ngài gây sự chú ý đến với hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, cũng như Chúa dùng những người trưởng thành ở trong Chúa để có thể hướng dẫn chúng ta, tư vấn cho chúng ta. Khi tất cả những điều này mà nó xếp hàng dọc một cách đúng thì chúng ta biết rằng mình đang ở trong ý của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải làm một công việc rất là quan trọng, là đem những sự mặc khải hướng dẫn này mà chúng ta cảm nhận, chúng ta cảm thấy, đem so với lại lời đã chép thành văn tự là Kinh Thánh. Thì lúc đó chúng ta làm với sự hiểu biết này, đó là Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn chính mình Ngài. Những điều mà Ngài phán ngày hôm nay không thể nào mâu thuẫn với những gì Chúa đã bày tỏ ý của Ngài được chép thành văn tự là Kinh Thánh. Thì chúng ta đem so sánh lại, vì chúng ta phải chuyên cần trong công việc. Như lời của Chúa trong Thời Gian thứ nhất chương 4 câu 1, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Tất cả chúng ta phải so lại với Kinh Thánh. Khi chúng ta nghe giảng, chúng ta cũng phải so lại với Kinh Thánh, xem lời giảng có xứng hiệp với Kinh Thánh hay là không. Và chúng ta phải nhớ lời của Chúa căn dặn, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần. Bởi vì chúng ta biết rằng có những thần giả mạo có thể xen lấn vào và có thể giả tiếng phán của Chúa. Và khi chúng ta nhận biết rằng những điều đó đem so với lại Kinh Thánh, nếu nó xứng hiệp với Kinh Thánh, thì chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta nhận lời đó và chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Cho nên phải xem xét lại, phải rà soát với lời của Đức Chúa Trời để xác nhận rằng thần này cảm động đang phán với chúng ta đến từ Chúa, chứ không phải đó là cái sự giả mạo của thần cảm giả mạo hay là Satan, để chúng ta có thể bước đi ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài là đấng, nếu Ngài đã phán mà chúng ta chưa nghe được, Chúa Ngài sẽ lặp đi lặp lại một đôi lần nữa, như nguyên tắc mà chúng ta đã thấy, cứ đôi bằng người làm chứng thì việc được kiên lập. Chúa Ngài sẽ phán với chúng ta. Như tuần rồi tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta có thể thắc mắc, chúng ta muốn tìm hiểu ý của Chúa trong một vấn đề, và chúng ta mở radio hay là truyền hình hay là bài giảng lên, chúng ta nghe một mục sư nào đó, ông giảng cái đề tài đó, rồi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta nghe mục sư của mình cũng giảng về đề tài đó, thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài đang sử dụng các đầy tớ của Chúa, những câu Kinh Thánh, thì giờ chúng ta cầu nguyện để phán giải với chúng ta, vì Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được tiếng phán của Ngài và sự dẫn dắt của Ngài. Chúa có thể làm cho cái sứ điệp cứ lặp đi lặp lại bởi những nguồn khác nhau, từ các mục sư, những người hướng dẫn, những người trưởng thành, những người mà chúng ta nhờ họ cầu nguyện đều nói cùng một sứ điệp, thì chúng ta biết chắc là đến từ Chúa. Bây giờ chúng ta đi tiếp phần thứ hai, bước thứ hai, đó là chúng ta phải đáp ứng lại với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là điều phải có. Anh chị em, Roma chương 8 câu 14 nói, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Bước đi ở trong Đức Thánh Linh có nghĩa là bất cứ nơi nào Chúa đi, chúng ta bước theo Ngài, theo sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta bước đồng nhịp với Ngài. Sự vận hành của Chúa, chúng ta cùng vận hành, cùng làm việc với sự vận hành của Chúa. Đó là sự nhịp nhàng mà chúng ta
cần có ở trong việc chúng ta học bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi giây phút mà một cơ đốc nhân khước từ vâng theo tiếng phán của Đức Thánh Linh hay là sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là lúc mà họ từ chối bước đi trong Đức Thánh Linh, thì họ không còn bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nữa. Cho anh chị em, Chúa chắc chắn Ngài dẫn dắt đó, nhưng mà để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa và bước đi với Chúa một cách mật thiết càng hơn nữa, công việc của chúng ta phải làm ở trong bước thứ nhì là chúng ta phải đáp ứng lại. Chúng ta phải đáp ứng lại. Khi Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn, Ngài thúc đẩy, thì chúng ta phải đi theo. Chúa hướng dẫn chúng ta đi một hướng nào đó, thì chúng ta phải đi về hướng đó. Ngài bảo chúng ta hãy nói một lời gì đó, chúng ta hãy nói. Dù nó có khó hiểu đối với chúng ta, hay là chúng ta cũng không thấy nó có ý nghĩa gì trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng khi chúng ta quan sát và biết rằng thật sự đến từ Chúa, chúng ta cứ hành động theo sự dẫn dắt của Chúa trong sự đáp ứng của chúng ta. Vì có nhiều lần Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta những cái sự dẫn dắt của Chúa. Và bởi vì ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng của chúng ta, như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì ý tưởng của Ngài cũng cao hơn ý tưởng của chúng ta bấy nhiêu. Thì chúng ta có thể chưa hiểu tới, có thể những điều mà chúng ta cảm nhận Chúa Ngài hướng dẫn, nó không có liên quan gì đến vấn đề cái người mà chúng ta muốn giúp đỡ. Nhưng bởi vì Chúa Ngài hướng dẫn, cho nên cứ vâng lời. Chúa có thể bảo chúng ta hãy nói với ai đó một cái sứ điệp này. Thì công việc của chúng ta là cứ trung tín và nói. Lúc đầu chúng ta có thể chưa có kinh nghiệm, thì hãy khiêm nhường đủ để nói rằng tôi cảm nhận Chúa Ngài muốn tôi nói điều này với anh, với chị. Nếu đúng, chúng ta tạ ơn Chúa và tấn tới bước vào để nhận thêm những sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Còn nếu không, thì xin lỗi, bởi vì tôi đang học cách để lắng nghe và đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng tôi có thể hứa với anh chị em rằng nếu chúng ta thật sự đã theo các bước ở trên, thì chúng ta biết rằng dù cái hoàn cảnh thấy dường như khó hiểu, những hình ảnh mà Chúa cho lóe lên trong tâm trí của chúng ta, ý tưởng mà Chúa cho ở trong tâm trí của chúng ta đó, và chúng ta nói ra thành lời, thì rất là nhiều, tỷ lệ là rất là nhiều, là những điều đó người nhận sẽ bày tỏ ra cho chúng ta biết, đó là những điều đó phải đến từ Chúa thôi, bởi vì không ai có thể biết được điều đó, chỉ có Chúa biết. Thì họ sẽ kinh nghiệm Chúa, phần của chúng ta cũng kinh nghiệm Chúa. Cho nên hãy bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa và chúng ta làm thực hành ngay, thực hiện ngay những điều Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta. Không tranh cãi, không phân bua, không mặc cả với Chúa, không do dự. Khi mới học đi trong sự dẫn dắt của Chúa, có những lúc tôi phân bua với Chúa và tôi nói rằng: Chúa ơi, điều này dường như vô nghĩa. Làm sao để con có thể nói những điều này mà con không có biết chắc? Thì thấy có một sự hướng dẫn của Chúa rằng nếu con không nói, nếu con không bày tỏ ra, ta sẽ không mặc khải nữa. Ồ, lúc bây giờ thì tôi xin Chúa Ngài tha thứ và học lập tức vâng lời. Bởi vì chúng ta càng học làm theo sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh, chúng ta càng nhạy bén. Chúng ta càng làm theo, chúng ta càng kinh nghiệm tiếng phán và sự dẫn dắt của Chúa một cách kinh nghiệm hơn, và sự giúp đỡ chúng ta càng khăng khít hơn với Ngài. Và anh chị em, đó là sự bắt đầu của tất cả những đệ tử được ơn của Chúa ở trong lời tiên tri, trong sự vận hành của lời khôn ngoan và tri thức, đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Đó là cảm nhận Chúa Ngài phán với chúng ta qua các cách xác nhận lại với lời của Đức Chúa Trời. Và khi thấy đã chắc chắn thì cứ nói, mặc dù điều đó tâm trí của chúng ta không hiểu hết. Cứ làm đi rồi chúng ta sẽ thấy được rằng, Chúa phán và mình đã nghe được tiếng phán của Ngài. Rồi giúp cho chúng ta dạn dĩ càng hơn và chúng ta càng vâng lời, thì chúng ta thấy sự dẫn dắt của Chúa càng rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta càng kinh nghiệm cái kinh nghiệm lắng nghe được tiếng phán của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy nhớ một điều, Chúa Ngài không phải là con người để chúng ta xin Chúa Ngài dẫn dắt xong rồi chúng ta chọn là chúng ta vâng lời làm theo hay là không. Chúng ta phải nhớ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã bằng lòng bày tỏ ra cho chúng ta công việc của chúng ta là chọn vâng lời. Chúng ta nhớ điều đó. Có một cái khó khăn mà một số anh chị em gặp trở ngại, nếu không nói là số đông, đó là vì chúng ta không hiểu hết điều đó được Chúa Ngài bày tỏ, cho nên chúng ta chần chờ. Nhưng chúng ta phải làm theo sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta mới kinh nghiệm được Ngài. Một điều khác, đó là chúng ta phải nhớ, hãy hoàn tất các bước mà Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta.
Đức Chúa Trời sẽ không hướng dẫn chúng ta bước thứ nhì nếu chúng ta chưa làm xong bước thứ nhất. Và đó là kinh nghiệm mà tôi bước đi với Chúa, tôi thấy điều đó. Có một số người nói với tôi họ đang chờ đợi Chúa nghe hướng dẫn. Nhưng mà trong thực tế Chúa ngài đang chờ họ vâng lời. Thế là điều mà chúng ta cần nhớ. Bởi vì Chúa ngài không bày tỏ thêm cho chúng ta nếu chúng ta không vâng lời Chúa những điều Chúa ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta sẽ không nghe được từ Chúa những điều chưa biết về ý của ngài cho đến khi chúng ta vâng theo điều đã biết về ý của Chúa. Chúng ta nhớ điều đó. Hãy vâng lời thì chúng ta sẽ thấy phước hạnh càng hơn trong ơn của Chúa. Đừng ngồi và xin Chúa ngài bày tỏ cho chúng ta hết tất cả. Như tôi nói nhiều lần, Chúa ngài biết sức của chúng ta có thể nhận được sự mặc khải của ngài đến bao nhiêu. Thử hình dung nếu Chúa ngài bày tỏ cho đời sống và chức vụ của tôi ngay từ những ngày đầu của năm 1983, tất cả những việc sẽ diễn ra trong chức vụ thì chắc là tôi sẽ không dám bước đi, bởi vì sẽ có những thách thức, sẽ có những thăng trầm. Nên cảm ơn Chúa, Chúa chỉ bày tỏ từng bước một. Thì tôi xin Chúa, lại Chúa, mùa hè này có nhiều tiếng gọi và lời mời để con có thể hầu việc Chúa. Nhưng xin cho con biết sự hướng dẫn của ngài là con sẽ làm gì. Thì tôi nghe được, cảm nhận được tiếng phán của Chúa và sự dẫn dắt của ngài. Khi con về đến Houston, thì cái cú điện thoại đầu tiên mà con nhận, đó là điều mà tâm muốn con làm. Và tôi vâng lời lập tức. Trên đường tôi từ trường Kinh Thánh về đến, thì trước khi tôi vào nhà, thì nhà của các anh họ của tôi lúc bây giờ, tôi sống chung với họ. Thì chúng tôi chưa có bước vào ở trong nhà nữa, mới chìa khóa đưa vào trong ổ khóa. Thì trong nhà đã nghe tiếng điện thoại bàn đã rèn. Tôi nhanh chóng chạy vào, nhấc điện thoại lên, thì có một cái lời mời là mở hội thánh mới. Và đó là bắt đầu của VBC Houston, một sự vâng lời trong sự dẫn dắt của Chúa. Cảm ơn Chúa, mặc dù có những điều mà không hiểu hết, ai sẽ giúp đỡ, ai sẽ làm gì để giúp đỡ tôi trong công việc đó, không biết hết, nhưng cứ làm theo điều đầu tiên mà Chúa ngài hướng dẫn, rồi Chúa ngài cứ mở thêm những bước kế tiếp. Bởi vì học bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa là một tiến trình. Nhờ đó, chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên đừng tìm cách hỏi thêm cái bước kế tiếp cho đến khi chúng ta làm xong cái bước cuối cùng mà ngài đã dẫn dắt chúng ta. Bước thứ ba, chúng ta cần phải làm để học bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, đó là chúng ta phải nương nhờ vào sự chu cấp của Đức Thánh Linh. Đây là điều quan trọng nhất ở trong bài học này. Đó là chúng ta có thể luôn vững tin rằng Đức Thánh Linh ngài sẽ chu cấp những gì cần thiết để thực hiện điều Chúa muốn chúng ta làm. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ vô lý trong việc đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì từ nơi sức riêng của chúng ta. Ngài muốn dẫn dắt chúng ta. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì mà ngài không sẵn sàng cung cấp quyền năng, sự yểm trợ của Chúa để chúng ta có thể thực hiện được. Ngài chính là đấng hậu thuẫn, chu cấp cho chúng ta để làm được tất cả những gì ngài dẫn dắt chúng ta làm. Cảm ơn Chúa, hãy tin vào điều này. Như lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta trong Roma chương 8 một cách rất là rõ ràng. Những ai được Chúa Thánh Linh dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Và là con của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể kinh nghiệm sự dẫn dắt của Chúa, sự tiếp trợ từ nơi ngài, sự ban cho của Chúa. Bởi vì chính Chúa, ngài muốn dẫn dắt chúng ta và hậu thuẫn chúng ta. Mọi điều Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng ta cuối cùng là chính sự đòi hỏi trên Đức Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, ngài ban quyền năng cho chúng ta, ngài ban cho chúng ta khả năng siêu nhiên để chúng ta có thể làm được sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta. Mọi việc Chúa muốn chúng ta làm thì không điều gì là không làm được. Phải, trong sức của chúng ta không làm được, nhưng mà với sức của Chúa ngài ban cho, điều gì Chúa ngài kêu gọi và muốn chúng ta làm, Chúa ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta, ngài sẽ hậu thuẫn chúng ta, ngài sẽ ban quyền năng, ngài sẽ ban ơn, luôn cả việc Chúa ngài nối kết chúng ta với những người mà Chúa ngài sắm sẵn trước để có thể yểm trợ chúng ta cho công tác mà Chúa ngài gọi. Cảm ơn Chúa, tôi kinh nghiệm được điều này cho nên chia sẻ với anh chị em cái phước hạnh này, đó là chúng ta có thể tin cậy vào Chúa của chúng ta, đấng sắm sẵn tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa. Từ đó tôi đi đến một cái sự hiểu biết
và kinh nghiệm Chúa như thế này. Đối với hội thánh mà Chúa Ngài đã hướng dẫn tôi thành lập và hầu việc Chúa cho đến ngày hôm nay gần 39 năm, tôi hiểu được một điều. Khi Chúa Ngài định cho tôi làm bất cứ một công việc gì, hội thánh của Chúa có một nhu cầu nào, thì Chúa luôn luôn sắm sẵn người để có thể giúp đỡ thực hiện công việc đó. Nên chúng tôi luôn luôn sống với một cái hiểu biết mà hầu việc Chúa với hiểu biết này. Trong công việc nhà Chúa sẽ không bao giờ thiếu người. Bởi vì Chúa Ngài đã ra lệnh, Ngài đã hướng dẫn, thì Ngài cũng đã sắm sẵn. Cảm ơn Chúa. Trải qua những sự hướng dẫn của Chúa trong 39 năm hầu việc Chúa, thì tôi thấy luôn luôn khi Chúa Ngài chuẩn bị và bảo tôi chuẩn bị để làm một công việc gì đó, thì Chúa Ngài cũng đã sắm sẵn trước những người đến để có thể yểm trợ cho công tác đó. Ngợi khen Chúa. Không bao giờ thiếu người. Cảm ơn Chúa. Ở trong thứ năm vừa qua, chúng tôi thấy có một điều cũng xác nhận điều này, và tôi nói với hai anh chị mà chia sẻ với tôi tin tức này, thì tôi cảm ơn Chúa. Thì chúng tôi cảm nhận có sự hướng dẫn từ nơi Chúa để sẽ thành lập thêm một ban hát dẫn, một ban hướng dẫn người khen thờ phượng. Nhưng hiện tại thì chúng tôi còn thiếu một tay đánh đàn keyboard, tay đánh đàn organ. Thì chúng tôi thắc mắc về điều này, nói rằng Chúa Ngài hướng dẫn, mà tại sao con chưa thấy? Mặc dù cảm nhận rằng đâu đó ở trong hội chúng phải có người là đã được Chúa Ngài sắp đặt biết đánh đàn. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nghe một tin tức là có một người chơi đàn rất là giỏi, vừa mới đến và sinh hoạt với hội thánh trong các tháng gần đây, mới được đoàn tụ với phía anh C của mình từ Việt Nam. Anh biết đánh đàn. Thì tôi tạ ơn Chúa vì Chúa Ngài đã sắm sẵn rồi tất cả những gì cần. Bây giờ công việc là hết thảy vâng lời Chúa, thì việc sẽ được thể hiện ở trong ơn của Chúa. Cho nên hãy tin chắc rằng Chúa Ngài luôn luôn yểm trợ chúng ta. Chúa Ngài sẽ dẫn dắt, Ngài sẽ ban ơn, Ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta. Bởi vì chính Chúa là đấng điều động công việc. Ngài là đấng làm cho các cái bộ phận ở trong thân thể, các phần như những cái lắc léo có thể làm việc một cách nhịp nhàng với nhau. Chúa chính là phần kết nối đó. Ngài kế hoạch, Ngài chuẩn bị người, Ngài chu cấp cho chúng ta những gì cần thiết, ơn quyền của Chúa cũng như nhân sự để chúng ta có thể thực hiện được điều Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta. Đời sống của chúng ta, hãy nhớ điều này, Chúa không bao giờ định cho chúng ta sống đời sống tinh kính trong sức mạnh của xác thịt, nhưng chính Chúa Ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta bằng quyền năng thuộc linh, sự dẫn dắt của Ngài sẽ tiếp trợ từ nơi Ngài. Thì đời sống chắc chắn sẽ kết quả tươi mới khi chúng ta sống theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 4 câu 5 nhắc nhở chúng ta việc này. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Và bước thứ 4, chúng ta sẽ gặt hái bông trái của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh sản sinh ra điều gì trong đời sống của chúng ta? Trả lời sự sống không phải chỉ là sự sống, nhưng mà là sự sống đầy ý nghĩa, sung mãn và dư dật. Đó là kết quả của một đời sống bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Roma chương 8 câu số 2 nói về luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Cảm ơn Chúa. Có bốn điều Đức Thánh Linh sẽ kết quả trong đời sống của chúng ta khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh. Thứ nhất, Ngài sẽ mang đến sự đắc thắng trên tội lỗi và xác thịt trong đời sống của anh chị em. Đó là phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Bởi vì Chúa Thánh Linh, Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta có thể giữ theo luật pháp của Chúa. Bởi vì bây giờ luật mới ở trong Thánh Linh của Chúa chúng ta có thể thực hiện được. Roma chương 8 câu số 2, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Cảm ơn Chúa. Thì Đức Thánh Linh, Ngài dẫn dắt chúng ta bước đi theo Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm đời sống của chúng ta sẽ đắc thắng trên tội lỗi. Bởi vì Chúa Ngài đã giúp đỡ buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết, để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa Ngài kết quả trong đời sống của chúng ta. Galatia chương 5 câu 16, vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh thì anh em sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cảm ơn Chúa. Trong bản dịch cổ của chúng ta thì vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Khi chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh, Ngài sẽ sản sinh sự đắc thắng trên tội lỗi và xác thịt ở trong đời sống của chúng ta.
Đó là sự giúp đỡ, yểm trợ từ nơi Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta khi bước theo Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Chúng ta sẽ thắng được những cái cám dỗ, những cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh, Ngài sẽ sản sinh sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải học bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Anh chị em hình dung điều này. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy và chúng ta xin Chúa, lại Chúa, con muốn sống một đời sống đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Con nhường đời sống của con, thân thể của con, xin Chúa đầy dẫy trong con. Rồi chúng ta cầu nguyện tiếp. Lạy Chúa, con tin rằng Ngài luôn luôn là đấng dẫn dắt con. Hôm nay, xin Chúa Ngài giúp đỡ, chỉ ra cho con thấy những cạm bẫy của tội lỗi để con có thể tránh, để con có thể thắng, để con có thể bước đi trong sự thánh khiết mà Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh Ngài sẽ mở mắt cho chúng ta. Hình dung với tôi, ngay trước mặt của chúng ta, những cái mùi nhữ của Satan như là ở trong những cái móc câu nó đang treo toàn ten trước mắt chúng ta. Nếu không có sự soi sáng của Chúa, chúng ta sẽ cắn câu và chúng ta sẽ bị ma quỷ nó dẫn dụ hay là kéo chúng ta đi. Nhưng bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh, chúng ta nhẹ bén và chúng ta thấy rằng tiếng phán của Đức Thánh Linh rằng đây là công việc của ma quỷ, nó đang cám dỗ mình đây. Dù nó là những cái lời mời nghe rất hay, rất hấp dẫn, nhưng bởi sự soi sáng của Chúa, chúng ta biết rằng bên sau của nó là sự chết. Thì Chúa Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể bước đi trong sự đắc thắng trong ơn của Chúa là như vậy. Vì Thánh Linh Ngài biết hết tất cả và Ngài sẽ bày tỏ ra cho chúng ta để mắt thuộc linh của chúng ta mở ra và chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nhận diện được những cám dỗ mưu trước của ma quỷ, luôn cả thần cảm giả mạo, để chúng ta biết mà chúng ta có thể thắng được ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh Ngài sẽ dẫn chúng ta đi vào trong sự đắc thắng tội lỗi và xác thịt. Ngài cũng sẽ kết trái thuộc linh trong đời sống của mỗi một chúng ta. Cảm ơn Chúa. Galati chương 5 câu 22 đến 25, lời của Chúa nói: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại và tiết độ. Câu 23, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và câu 24, nên cho em bắt đầu để ý: và những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục của mình trên thập tự giá rồi. Thì chúng ta ở trong Chúa, chúng ta đã chịu vác thập tự giá đi theo Chúa. Tức là chúng ta đã kể chết với con người của xác thịt. Chúng ta đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục của mình trên thập tự giá rồi. Câu 25 đưa ra chúng ta một chữ nếu tại đây. Chữ nếu này không phải là giả định, nhưng mà là một cái sự xác nhận. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Cảm ơn Chúa. Đây là những điều đến từ Thánh Linh. Đây là điều Chúa Ngài luôn kết quả trong đời sống của người đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy yêu thương. Luôn luôn sống trong sự vui mừng. Dù hoàn cảnh xung quanh của chúng ta không có gì để vui, nhưng mà niềm vui ở trong bởi sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta, niềm vui của sự cứu rỗi khiến chúng ta luôn vui mừng. Chúng ta có sự bình an dù xung quanh của chúng ta là chiến tranh, là dịch lệ, là những cái sự khó khăn, người ta mất việc vân vân, nhưng chúng ta vẫn sống trong sự bình an vì đó là trái mà Thánh Linh bày tỏ ra, một nét trong trái của Thánh Linh bày tỏ ra. Chúng ta có thể sống đời sống nhịn nhục. Nhịn thì nó nhục đó. Làm sao để chúng ta có thể nhịn nhục được? Bởi Chúa Thánh Linh bày tỏ trái của Ngài trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa khi chúng ta có thể hiền lành được. Mặc dù trước đây trong xác thịt thì chúng ta không có hiền đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi Thánh Linh Ngài kết quả trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có thể sống một cách hiền lành ở trong ơn của Chúa. Chúng ta có thể trung tín, chúng ta có thể mềm mại, chúng ta có thể tiết độ. Tiết độ cũng là việc mà chúng ta thấy ở tại đây. Ngày xưa sống theo xác thịt thì chúng ta buông tuồng, chúng ta sống mà không có sự tiết độ. Nhưng khi chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, Ngài kết quả của Ngài trong đời sống của chúng ta, Ngài sẽ giúp cho chúng ta có sự tiết độ trong đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Khi những nét đẹp này mà nó thấy rõ trong đời sống của chúng ta thì chúng ta biết rằng chúng ta là người đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nhưng khi chúng ta không còn thấy những cái điều này nữa, hay là chưa thấy ở trong đời sống của chúng ta, thì đó là cái dấu hiệu rõ rệt chúng ta chưa bước đi hay là không bước đi trong Thánh Linh. Và điều này chúng ta có thể thấy một cách rất là rõ. Anh chị em,
Trong bước đường đi theo Chúa có những lúc chúng ta lên cao và có những lúc xuống thấp, phải không? Chúng ta nhớ như vậy. Và khi chúng ta vì một cái lý do nào đó, chúng ta trôi dạt, chúng ta bắt đầu nuôi những cái công việc của xác thịt, làm cho xác thịt của chúng ta bây giờ, thay vì chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, chúng ta đã kể mình chết với nó và chúng ta đã chôn nó với Đấng Christ. Nếu chúng ta nuôi nó thì nó sẽ sống trở lại. Và chúng ta để ý đến điều này. Chúng tôi quan sát những anh chị em bắt đầu yếu đuối ngồi lạnh, xa cách hội thánh của Chúa, thì đời sống thờ phượng ở tại nhà chắc chắn là cũng đã có trở ngại rồi. Thì chúng ta sẽ khám phá ra một điều, đó là những anh chị em này, khi chúng ta gặp họ, chúng ta nói chuyện, chúng ta thấy ngôn ngữ của họ bắt đầu thay đổi. Họ sẽ nói những cái từ ngữ rất giống đời và họ rất là dễ để chúng ta thấy rằng không còn có tình yêu thương, không có niềm vui, không có sự vui mừng, không có sự bình an, không còn nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ nữa. Đời sống chúng ta thấy bắt đầu bị kéo lui về sống với xác thịt. Hãy để trái của Thánh Linh là một cái thước đo để chúng ta đo cuộc đời của chúng ta. Khi nào chúng ta thấy vắng bóng của trái của Thánh Linh, chúng ta biết rằng mình đã đi lùi, mình đã để cho xác thịt, con người của xác thịt thắng hơn con người tâm linh của mình rồi. Quay trở lại cùng Chúa để chúng ta lại được phước hạnh mà Chúa đã định cho chúng ta, kết trái của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Ngài cũng sẽ sản sinh ra sự bình an và lòng tin quyết trong đời sống của mỗi một chúng ta. Roma chương 8 câu số 1 nhắc cho chúng ta điều đó. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mà như tuần rồi tôi nói với anh chị em, hầu hết các bản dịch bỏ phần nửa câu, chỉ có bản King James thì có phần thứ nhì của câu Kinh Thánh này. Và chúng ta sẽ thấy nó xứng hiệp với sự dạy dỗ mà chúng ta đang học từ đây. Đó là cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Christ Jesus, là những kẻ không đi theo xác thịt nhưng đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thì chúng ta sẽ thấy thật là tuyệt vời khi Chúa Ngài bày tỏ điều này ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an và lòng tin quyết ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được tha thứ, chúng ta sống một đời sống mới ở trong ơn của Ngài. Roma chương 8 câu 5 cho đến câu số 6. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt. Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Kẻ chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Cảm ơn Chúa. Một tâm linh bình an, đầy tin tưởng, niềm vui không diễn tả được, tràn ngập tấm lòng của những người đi bước đi theo Thánh Linh. Đây là lối sống tuyệt vời. Đây là phước hạnh mà chúng ta phải đeo đuổi để chúng ta có ở trong đời sống của chúng ta. Tại sao? Bởi vì những người mà không đi theo Đức Thánh Linh đó, thì họ sẽ luôn luôn bị xác thịt, tức là bản ngã của chúng ta, nó trì kéo chúng ta xuống. Nhưng khi chúng ta bước đi theo Đức Thánh Linh thì chúng ta thứ nhất biết mình không còn bị đoán phạt nữa vì chúng ta ở trong Đấng Christ, thì chúng ta luôn có sự bình an và xác tín về cuộc sống hiện tại và tương lai của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới không ở trong cái tình trạng là không biết chắc mình có được cứu hay là không. Mà khi chúng ta không biết chắc thì chúng ta sẽ không dám nói về sự cứu rỗi của Chúa. Và James cũng để ý điều này. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta vấp ngã trong đời sống của chúng ta, thì điều đầu tiên nó đến với chúng ta là chúng ta bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi. Nhưng khi chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta biết chắc một điều, bởi vì sự hiện diện của Ngài chính là dấu ấn, là tiền cọc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, của cầm mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta biết rằng mình đã được sự sống đời đời. Đó là sự hiện diện và sự có mặt của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi nào chúng ta nghe tiếng của Chúa phán, thì chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, bước đi trong sự vâng lời, chúng ta thấy kết quả, chúng ta thấy đời sống của chúng ta đầy ý nghĩa. Chúng ta biết rằng mình đang sống và thể hiện sự sống đời đời mà Chúa Ngài ban cho ngay ở trong những ngày trên đất này. Thật đúng là chúng ta sống những ngày trời trên đất là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng có sự bình an vì chúng ta biết rằng ngày mai sẽ ra sao tôi không biết, nhưng điều tôi biết chắc đó là Đấng nắm giữ tương lai của tôi là Chúa hằng hữu. Điều này sẽ giúp đỡ chúng ta bình an vô cùng. Ngày mai chúng ta không biết như thế nào, nhưng khi chúng ta bước đi, khi chúng ta giao trọn đời sống của chúng ta cho Chúa Ngài dẫn dắt, thì chúng ta biết chắc một điều, Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta, và chúng ta không buông tay Ngài, chúng ta không bỏ Ngài.
thì Chúa cũng sẽ không bỏ chúng ta bao giờ. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến cuối cùng trong quyền năng của Ngài. Tương lai của chúng ta được vững vàng ở trong Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Cho nên cho em trong kinh nghiệm cá nhân của tôi, một trong những điều giúp cho tôi biết được mình có bước đi trong Đức Thánh Linh hay là dựa trên sức riêng của xác thịt, đó là đo lường mức độ lo lắng, sợ hãi, bực dọc và căng thẳng mà tôi cảm thấy được ở trong đời sống của mình. Khi nào tôi bắt gặp mình bắt đầu lo lắng, sợ hãi, dễ để bực dọc, thì biết mình đã cắt nguồn, mình đã bị ngăn cách với sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Nhưng khi mình có thể kinh nghiệm được sự bình an dù ngoại cảnh như thế nào, sống ở trong niềm tin vững chắc chứ không sợ hãi, không dễ bực dọc, và những căng thẳng ở trong đời sống không phải là vấn đề làm cho mình khổ sở, nhưng kinh nghiệm được chính sự hiện diện của Chúa đi cùng dẫn dắt ban phước, thì Ngài sẽ làm cho mình có sự kinh nghiệm bình an siêu nhiên. Ngài sẽ giúp đỡ cho mình kinh nghiệm được vững tin thay vì sợ hãi, và trung tín mềm mại, tiết độ thay vì dễ bực dọc, mất bình tĩnh ở trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Lo lắng, ưu phiền, sợ hãi chính là sản phẩm của việc bước đi theo xác thịt. Anh chị em nhớ điều đó. Nếu chúng ta trước đây không biết lo hay là giao trọn cho Chúa, nhưng bây giờ mình bắt đầu thấy lo lắng nó len lỏi vào, có thể lắm là chúng ta đã chọn đi theo xác thịt nhiều hơn là đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh rồi đó. Hãy trở lại, hãy định hướng trở lại hướng đi của mình và bám theo Chúa trong sự dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng Chúa, Ngài sẽ làm cho bạn trở nên một chứng nhân đầy kết quả. Anh chị em, tôi nhắc nhở điều này và sử dụng đúng theo như tiếng Anh và nguyên tác. Đó là Chúa, Ngài muốn chúng ta làm những chứng nhân, những nhân chứng cho Chúa. Ngài không chỉ muốn chúng ta là những người đi ra làm chứng mà thôi. Có nhiều người hiểu sai. Làm chứng là chúng ta là một cái người thấy sao nói vậy. Đó là chúng ta làm nhân chứng, làm một cái người làm chứng. Còn khi chúng ta đi làm chứng, thì chúng ta có thể là chỉ nói những gì mình đã học được. Nhưng làm nhân chứng cho Chúa thì đời sống của chúng ta đó, nó thể hiện ra trong mọi mặt của đời sống của chúng ta. Chúng ta làm nhân chứng để kết quả cho Chúa khi cuộc đời của chúng ta bày tỏ cái sự thay đổi của Chúa. Người thân thương của chúng ta, bạn bè của chúng ta, họ sẽ nghe lời làm chứng của chúng ta một cách dễ dàng hơn khi chúng ta thật sự là nhân chứng. Chúng ta trải nghiệm ở trong đời sống của chúng ta sự thay đổi của Chúa, sự biến đổi của Ngài. Và anh chị em có thể nói rằng chính cái sự sống bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và được biến đổi đó, mà chúng ta thấy rằng chuẩn bị sẵn cho chúng ta một cái nền tảng, một diễn đàn rất là lớn lao để chúng ta có thể nói về sự cứu rỗi của Chúa cho những người lân cận của chúng ta. Vì họ đang quan sát chúng ta và họ đang thắc mắc việc gì đã xảy ra cho chúng ta, tại sao chúng ta khác xưa như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa nghe ban phước trên chúng ta. Khi chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ kết quả vì Chúa đã hứa với chúng ta như vậy. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, Ngài nắm quyền điều khiển tấm lòng, tâm trí luôn luôn tràn ngập Chúa Giêsu, khiến cho chúng ta có thể nói ra về Ngài, nói về Ngài mà chúng ta không còn bị trở ngại. Một khi Đức Thánh Linh Ngài đến và Ngài hành động trên đời sống của chúng ta, chúng ta có thể nói về Chúa mà không biết sợ. Một khi Đức Thánh Linh nắm quyền kiểm soát hoàn toàn chúng ta không thể làm gì khác hơn là chúng ta nói, nghĩ về Chúa Giêsu luôn luôn. Cảm ơn Chúa. Đó là công tác của Đức Thánh Linh. Ngài được sai phái đến để Ngài làm sáng danh, Ngài tôn cao Đức Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta. Khi Ngài đến và chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, thì chúng ta sẽ dặn dĩ kết quả ở trong việc làm nhân chứng cho Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Để kết luận, bước đi trong Thánh Linh sẽ làm nên sự khác biệt lớn trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Hãy học bước theo Đức Thánh Linh. Bước đi trong Đức Thánh Linh sẽ khiến cho chúng ta nhận diện được sự thúc đẩy của Ngài, khiến chúng ta luôn nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài. Hãy học bước đi theo Thánh Linh.
Bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ khiến cho chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung cấp quyền năng của Ngài, khiến cho chúng ta thu gặt được sự sống và những gì Đức Thánh Linh sản sinh ra. Hãy học bước đi theo Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Hãy cùng tôi, chúng ta một lần nữa đến với Chúa với sự tha thiết và quyết định chọn sống theo Thánh Linh, sự hướng dẫn của Ngài, thì chúng ta sẽ không làm trọn những điều ưu muốn của xác thịt. Hãy chọn. Như chúng rồi tôi đã cầu nguyện cho anh chị em, Chúa Ngài gia tăng sức nhạy bén của các giác quan thuộc linh của chúng ta. Những gì chúng ta có thể thấy, thể nghe, có thể nếm, chúng ta có thể rờ chạm được. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sẽ nhạy bén càng hơn đối với sự dẫn dắt của Chúa, nhận được sự dẫn dắt của Ngài. Xin Chúa Ngài ban cho chúng ta một đức tin và một sự lựa chọn. Và Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta có khả năng để làm những quyết định lựa chọn này. Bước theo Thánh Linh mang lại sự sống, bước theo xác thịt mang đến sự chết. Cho nên hãy chọn bước đi theo Thánh Linh là như vậy. Amen anh chị em. Xin Chúa Ngài ban phước và chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thời gian này. Cha kính yêu, con tạ ơn Chúa vì Ngài cũng đã dựng nên chúng con để Chúa có thể sống ở trong chúng con, để Ngài có thể dẫn dắt chúng con. Nhưng vì tội lỗi, con người của chúng con đã xa cách Chúa, hụt mất sự vinh hiển này. Này cảm ơn Chúa vì trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã phục hồi lại, để chúng con có thể sống trong phước hạnh, trong sự vinh hiển, trong vị trí, trong địa vị mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng con. Chúng con được dựng nên để Chúa sống trong chúng con và chúng con sống dựa trên sức thiêm của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự sống bước theo Đức Thánh Linh đã được Chúa Ngài chuẩn bị sẵn cho chúng con. Bây giờ bởi ơn của Ngài, bởi sức mạnh, quyền năng của Chúa và ân điển của Ngài, chúng con chọn sống theo dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con giao phó đời sống thân thể con ở trong sự kiểm soát của Ngài. Xin Chúa Ngài đầy dẫy và dẫn dắt chúng con trong ơn lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, một lần nữa con cầu nguyện. Xin Cha ban ơn để các giác quan thuộc linh của hết thảy chúng con được sắc bén, được nhạy bén, để chúng con có thể thấy được, chúng con có thể nghe được, chúng con có thể ngửi được, chúng con có thể nếm được, chúng con có thể rờ chạm được sự hiện diện của Đức Thánh Linh, để chúng con có thể bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài và bước đi với Ngài, để đời sống của chúng con thật được phước của Chúa. Chúa ơi, xin ban ơn giá ân điển của Ngài một cách đặc biệt đối với các anh chị em chúng con đang tập tành học theo bước đeo Đức Thánh Linh. Xin giúp đỡ chúng con một cách đặc biệt. Như năm xưa, khi Phi-e-rơ xin Chúa cho ông đi trên mặt nước biển để đến với Ngài, khi ông lo ra, khi ông nhìn sóng nhỏ, ông đã bị chìm xuống, và khi ông kêu cầu, Chúa đã đưa tay và kéo ông lên. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho chúng con trong những giây phút, những chi giờ mà chúng con học bước đi với Ngài. Giúp đỡ cho chúng con, hỡi Chúa, và chúng con quyết tâm muốn trở nên những người thật sự bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa, để nhận được sứ điệp mặc khải từ thiên đàng cho đời sống của chúng con và cho những người lân cận của chúng con, để chúng con có thể phục vụ một cách siêu nhiên, được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, tạ Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Ngài. Mỗi đời sống của anh chị em được phước của Chúa, làm nguồn phước cho muôn người. Hãy bước theo Đức Thánh Linh để chúng ta không còn làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt nữa, nhưng đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.